chào các chị. Hôm nay sẽ hướng dẫn các chị về cái rối loạn nhịp trong bào thai. Nghe thì nó chuyên sâu nhưng mà cái có một số đặc điểm thì có thể áp dụng trong cái tim người trưởng thành để mình đánh giá rối loạn nhịp cũng được. Về định nghĩa thì tim thai bình thường ở tuần thứ 20 là khoảng từ 120 đến 160, ở tuần 38 thì từ 110 đến 150. Trong bào thai gọi là nhịp nhanh khi mà nhịp tim lớn hơn 180 lần một phút. Nhịp chậm khi là nhịp tim dưới 110 lần một phút. Cái khoa học là diễn tiến bình thường của cái nhịp tim thì mình biết là nhịp tim thai nó xuất hiện vào ngày thứ 21. Sau đó thì từ từ nó tăng dần, đạt cái điểm cao nhất là khoảng tuần thứ 9 thứ 10. Sau đó nó giảm dần, ở 3 tháng cuối thì nó sẽ là thấp. Rối loạn nhịp thì có dẫn đến suy tim và phù nhau thai. Khoảng 5-10% rối loạn nhịp là có kèm cái bất thường cấu trúc của tim, ví dụ như là kênh nhĩ thất hay là bất thường của van hai lá. Vậy chúng ta thấy cái rối loạn nhịp mà tổng kết trên 100 trường hợp thì người ta thấy là nhịp nhanh, một là thấy được là nhịp nhanh cực phát trên thất, hai là nhịp chậm tức là block nhĩ thất. Đó là hai thái cực mà người ta sẽ gặp nhiều nhất ở trong bào thai. Vậy đây là các chị thấy một cái chung chuyển tim bình thường. Chúng ta thấy nút tròn phát xung ra nhận xuống đúng nhịp thất thì chúng ta sẽ có được đúng tiền bản đồ TVRS. Như vậy thì nếu mà chúng ta nhìn trên cái hình minh họa này, chúng ta sẽ thấy là tức là đây là bắt đầu là hoạt động của điện dẫn tới cái hoạt động của cơ tim co bóp, gọi là hoạt động điện tới chuyển qua cái hoạt động điện hoạt động về cơ học. Thì ở trên đây là cái biểu đồ, chúng ta thấy là điện tim TVRS T như vậy. Thì tương ứng với ở trên các cái huyết động học ở trên cơ thể của mình á, người thì mình thấy là đây là sống này là van của động mạch chủ nha, đều biểu diễn áp lực động mạch chủ, ví dụ như cái thông trương nha, cao lên cái thông trương xuống đây. Rồi cái đường màu vàng này là biểu diễn của thất trái nha. Rồi cái đường màu xanh là biểu diễn áp lực của nhĩ trái. Đó, tương ứng với cái điện tim như vậy, chúng ta để ý để chúng ta coi những cái lọc lượng sau đó người ta sẽ làm như thế nào ở trong bào thai, người ta có thể đánh giá được cái lọc nhịp. Như vậy thì những cái dẫn truyền của xung động điện thì nó sẽ tạo ra những cái sóng cơ học, tức là cái cơ tim sẽ co bóp. Cơ tim co bóp thì nó sẽ tạo ra những cái sóng tức là những cái dòng chảy ở trong tim, và chúng ta sẽ đo được ở trên cái lơ. Như vậy thì chúng ta sẽ có những cái nối tiếp nhau giữa hoạt động nhĩ và thất. Thì làm cách nào để người ta đánh giá được cái loạn nhịp tim, cái nhịp tim ở trong bào thai? Thì cái phương pháp mà chuẩn nhất là đo điện tim. Tức là muốn đánh giá điện tim thì đo điện tim là chuẩn nhất. Nhưng mà đo điện tim thì ở trong bào thai người ta chỉ có làm được cách nào? Cách thứ nhất là người ta chờ lúc em bé nó chuyển dạ, cái đầu nó rú ra chút xíu, người ta cái điện cực lên đó thì người ta sẽ đo điện tim. Rồi cái đó là lúc mà chuyển dạ cần theo dõi điện tim kỹ thì nó mới làm. Cách thứ hai là người ta sẽ định vị em bé ở trên bụng mẹ như thế nào, và người ta đặt các cái điện cực theo cái vị trí em bé nó nằm giống như tam giác Einstein đó, để người ta lấy cái điện tim của em bé thì cái đó nó bị nhiễu của điện tim mà nha. Cái phương pháp thứ hai đó là điện tim từ tính, tức là người ta dùng cái điện từ để người ta thu cái sóng điện tim, thì cái này là những cái trung tâm phát triển mới có được. Cái thứ ba mà người ta thực hành hàng ngày đó là dùng siêu âm tim để khảo sát cái nhịp tim thai. Thì chúng ta thấy này, cái này đo trên bụng mẹ đó, thì chúng ta thấy những cái sóng ép nhỏ nhỏ này là cái sóng của thai, còn cái sóng bự này là sóng của mẹ. Rồi sau đó những cái máy mà chuyên dụng thì nó mới lọc những cái sóng này ra, là nó chỉ còn để lại cái sóng điện tim thai. Thì chúng ta đòi hỏi tức là tiến bộ của cái phần tim học rất là nhiều mới lọc ra được những cái sóng như vậy, và nó bị nhiễu nha. Hoặc là người ta đo trên da đầu thì lúc đó là chuyển dạ. Còn cái chúng ta thấy những cái sóng người ta đo được trên bụng mẹ này ha, nó bị nhiễu rất là khó phân tích. Nhưng mà cũng có một số cái máy nếu mà độ lọc nhiễu nó tốt thì người ta sẽ lọc ra được những cái sóng của tim thai, còn cái sóng của mình.
Còn cái mà những cái trung tâm mà trang bị về đo điện từ tính tim hai thì rất là ít. Hiện nay trên thế giới thì người ta tính là chưa tới một trung tâm trang bị những cái thiết bị này. Có nghĩa là nó là dùng cái tinh thể helium để nó ra những cái điện từ tính, rồi sau đó nó sẽ bắt những cái sóng điện tim của trong cái tim hai, và nó sẽ ghi tín hiệu này về máy, và cái tín hiệu này nó sẽ được về máy nó phóng đại lên để nó tạo ra những cái sóng điện tim bình thường như mình thấy ở trên điện bản đồ, tức là gồm có P, Q, R, S, sóng T đầy đủ như cái tim bình thường. Nhưng mà cái tim trang bị của máy móc này rất là đắt tiền. Đắt tiền. Cái thứ hai nữa là số lượng thì sử dụng thì không có nhiều, cho nên là không có ai muốn sắm hết. Sắm mà không có lấy lại vốn thì chỉ để nghiên cứu thôi nha. Thì đó là cái sơ đồ minh họa của đo điện tim ở trong đầu thai, là người ta dùng cái máy điện tim từ tính này, có các cái chỗ tinh thể helium rồi nó phát sóng điện từ ra để nó ghi nhận cái sóng điện tim và đem về máy, máy nó sẽ khuếch đại tín hiệu lên để nó tạo ra cái sóng P, Q, R, S mà chúng ta có ở trên điện tim. Thì những trung tâm nghiên cứu mà về điện tâm đồ trong đầu thai thì người ta mới trang bị cái máy móc như vậy. Đấy, là đo cái này thì rất là chính xác nha, ví dụ như là đo nhiệt thất độ 2 chứ chuyển tới đo nhiệt thất độ 3 thì rất là rõ. Hoặc là những cái sóng đỉnh, hoặc là thay đổi sóng T, hoặc là quy T dài, người ta đều dùng đo cho cái máy này được hết. Như vậy thì nó có những cái đang phân tích về lợi ích và giá của mỗi cái cách đo, ví dụ như đo điện tim của hồi thai như thế này, thì nó cần phải có cái gì để đo điện tim từ tính, thì cái lợi nó là cái gì, mà cái giá thành của nó là như thế nào ha. Thì rất là, nói chung là cái này là chỉ dành để nghiên cứu thôi. Còn cái này là nếu mà đo điện tim cho bụng mẹ thì đòi hỏi phải học, phải có kỹ thuật thì mới thu được cái tín hiệu nó mới tốt. Như vậy thì đánh giá rối loạn nhịp tim ở trong bào thai là một cái thử thách, mà đo điện tim thông thường thì rất là khó thực hiện ở những bào thai. Và đo điện tim trong bào thai không cho mình phân tích từng nhịp của nhĩ một cách hoạt động của hết, rất là khó ha. Cái đo điện tim từ tính thì rất là hạn chế sử dụng trong lâm sàng và quá tới thời điểm hiện tại thì siêu âm dựa vào cái kỹ thuật siêu âm là thường hay sử dụng nhất để đánh giá. Như vậy thì chúng ta sẽ đi sâu vô cách làm sao người ta dùng siêu âm để đánh giá cái rối loạn nhịp tim trong bào thai. Thực tế nếu chúng ta biết thì chúng ta có thể ứng dụng nó đánh giá cho người lớn cũng được. Nếu mà chúng ta biết cái suy luận ra từ cái bào thai thì nó dễ hơn, là tại tim nó nhỏ. Thì về siêu âm tim thai để đánh giá rối loạn nhịp á, thì người ta có cái các cái cách như sau. Thứ nhất là đánh giá bằng mắt thường đó, mắt cận ha. Thứ hai là M1, thứ ba là Doppler xung, thứ tư là Doppler mô ha. Thì chúng ta thấy là đánh giá bằng mắt thường rồi chúng ta nhìn thấy cái tim bóp vậy là chúng ta thấy đều ha, bình thường, giống như mình siêu âm tim người lớn mình thấy nó đều. Còn nếu mà lâu lâu cái khựng ra, lâu nó khựng ra là coi chừng là cái nhịp tim đó là không đều. Ví dụ này thấy đập quá nhanh luôn, nhìn vô là thấy là nhanh, là tim lớn chưa bao giờ vào cái cành này đang đập, mình thấy là đánh giá bằng mắt thường nha. Hoặc là người ta để cái lớp lơ xung vô ngay chỗ cái đập mặt rốn á, người ta thấy cái sóng này thì chúng ta thấy giữa có vẻ như là không đều nhưng mà lại có quy luật không đều mà đều, bây giờ mình hỏi thằng thu ha. Đây chúng ta thấy đây nhịp có vẻ chậm nhưng mà cũng không đều, nhưng mà cũng có quy luật. Hoặc là đây dùng cái M1, tức là chúng ta thấy tiền tự như sao có vẻ nó chậm mà nó thì kỳ nó không đều, nó không nhìn trên mắt mắt như vậy. Thì nếu mà chúng ta chúng ta bỏ cái tem vô cho một bệnh viện vô, chúng ta nên nhớ là chúng ta nên để qua một nhĩ và một thất, thì ở trên này nó sẽ ghi nhận lại cái sóng của nhĩ, ở dưới này nó sẽ ghi nhận lại cái sóng của thất. Như vậy chúng ta sẽ so sánh có thể một nhĩ nó có một thất hay không, hay là một nhĩ này nó không có thất ha, tức là nó bị mỏi nó thu nhĩ không được đó ha. Đó, đây con cái này sóng nhĩ giống như cái điện tâm đồ
bình thường chúng ta vẽ này, sóng P đâu ha, hoặc là sóng QRS đâu, chúng ta ngồi chúng ta phân tích. Đó, đây chúng ta để cái tia siêu âm qua một nhĩ và một thân nha, chúng ta coi như vậy là ở dưới này sẽ là sóng nhĩ, ở trên này là sóng thất nha. Ta sẽ đánh giá khảo sát phân tích, tại vì cái điện đồ chúng ta mới bắt đầu chúng ta cầm cái điện đạo riêng, chúng ta phải coi thử sóng P nằm đâu, sóng QRS nằm đâu để chúng ta phân tích tiếp nha. Có những cái phương pháp ví dụ như người ta bẻ cái góc để cho nếu mà cái tư thế thai nó không thuận lợi thì chúng ta sẽ chỉnh để cho nó được cái sóng này nó rõ, cái sóng quê và cái sóng của sóng nhĩ và sóng thất nó rõ lên thì chúng ta phân tích mới được. Thì lúc đó chúng ta có thể dùng cái angle đặt 21 để chúng ta chỉnh ha. Đây ví dụ như các con một nhĩ một thất, chúng ta thấy sóng nhĩ đây, sóng thất đây ha. Đây qua một nhĩ một thất thì nhĩ dưới thất thì đó là một phân tích ha. Hoặc là bây giờ người ta có cái phương pháp là đo giữa một line, giữa một cái phổ ở trong tĩnh mạch và phổ ở trong động mạch, thì người ta sẽ đặt cái cửa sổ siêu âm đây, siêu âm lớn ở đây vừa của tĩnh mạch chủ trên vừa của động mạch chủ, thì chúng ta sẽ ghi nhận được phổ của tĩnh mạch sóng đây và chúng ta ghi được cái sóng V này là sóng của động mạch. Như vậy thì chúng ta sẽ có sóng sóng, nếu mà sóng tĩnh mạch đó thì chúng ta sẽ có sóng sóng E, sóng A nè ha, sóng S nè, sóng D nè ha, sóng S, sóng D, sóng A là sóng này, nó sóng nhĩ co đây. Còn sóng là mạch chủ là chúng ta sẽ có sóng V đây. Như vậy sóng A này sẽ tương ứng với lại cái điện sóng P ở trên điện tim nha. Còn sóng V này sẽ tương ứng với lại R ở trên điện tim, thì chúng ta có cái tương ứng với điện tim nó như vậy. Thì đây là cái cách mà để làm cách nào để người ta ghi nhận được cái sóng như vậy, thì cái phương pháp thì các chị nếu mà đi sâu thì chúng ta sẽ có một cái buổi riêng để chúng ta chỉnh cái góc như thế nào để ghi được những cái sóng như vậy. Ví dụ như sóng tĩnh mạch chủ trên này ha, SDA này, SDA còn sóng động mạch chủ là sóng V này ha. Vậy nếu mà chúng ta gộp lại hai cái sóng đó thì chúng ta sẽ có sóng sóng A, sóng V, sóng A, sóng V, sóng A, sóng V. Như vậy là PQRS, PQRS. Và cái đó, cái khoảng này nó sẽ tương ứng với cái đoạn VE ở trên điện tim. Sóng đầu sóng A cho tới đầu sóng V là nó tương ứng với VE trên điện tim. Còn đây là khoảng cách giữa hai sóng A, khoảng cách giữa hai sóng V. Giờ tóm lại thì như thế nào, chúng ta khi chúng ta đặt cửa sổ đám mây đây thì tương ứng trên điện tim và PQRS này thì chúng ta thấy sóng E đây, sóng A nha, còn này sóng của ra là mạch chủ là sóng V, thì chúng ta sẽ có là nếu mà đầu của sóng A trở đầu sóng V này nó sẽ tương ứng với đoạn P trên điện tim nha. Đó, đây là chúng ta để cửa sổ đám mây giữa tính mạch chủ trên và mạch chủ thì chúng ta có sóng SDA, SDA còn sóng V đây nha. Hoặc là chúng ta để cái chỗ đó đây thì chúng ta có sóng của EA đây, sóng V đây đó. Thì các chị thấy là như vậy, nãy TN chúng ta cũng biết rồi, bây giờ tới sóng phổ Doppler nha. Chúng ta có Doppler mô nữa, đây là cái phổ Doppler ở trong động động và tĩnh mạch thận hay là động tĩnh mạch phổ, thì chúng ta cũng có cái phổ tương ứng AV, AV như vậy. Và nguyên lý thì các chị hiểu nguyên lý của nó, rồi sau đó chúng ta sẽ đi vô phân tích nha. Cái này là ta phân tích ra cái block gì khác rồi theo cái dạng là quan trái block ha. Rồi hoặc là những cái máy mà hiện đại hơn thì nó sẽ đo được hai cái Doppler cùng lúc. Nếu mà các chị thắt sắm mấy cái máy E10 á, Evolution E10 á, là nó cắt được hai cái ổ rất lơi xung, các chị để hai vị trí khác nhau nó đo hai cái bộ song song luôn. Hoặc là TM á, các chị sẽ cắt một cái qua thấp, cái mà chỉ là nó cho hai đường thì chạy hai cái TM luôn. Những cái máy hiện đại nó như vậy, gọi là dual mode đó ha. Thì chúng ta có thể để hai cái ổ rất lơi cùng lúc riêng biệt để chúng ta đi hai cái sóng riêng biệt
À, thì chúng ta khi để đi bệnh viện chúng ta sẽ đo sóng tĩnh mạch đây, sóng động mạch đây. À. Thì chúng ta chỉ khảo nghe được cái trường hợp ví dụ như sóng của động mạch thì nó rất là chậm. Ở đây sóng tĩnh mạch này ha. Nhanh lên ha. Nhịp đó gì đó. À, cái phương pháp thứ ba đó là tấm đơ mô ha. Thì người ta cũng đặt cái cửa sổ đánh dấu cái tấm đơ mô để người ta khảo sát cái vận tốc qua các cái mô cơ tim đó ha, người ta cũng đánh giá được. Thì đây là tấm lại M1, đây chúng ta thấy sóng A tương ứng với sóng B, sóng A tương ứng với sóng B, đây là tấm đơ mô đây ha, thì chúng ta cũng ơ A rồi S, nhưng mà cái tấm đơ mô thì cũng có dấu phẩy nữa ha, ơ phẩy A phẩy S phẩy. Như vậy thì chúng ta đánh giá cái rối loạn nhịp tim bằng cách là chúng ta chỉnh cái đầu dò siêu âm ha, sử dụng cả cái đo cùng nhĩ và thất. Thì cái hình ảnh trong siêu âm đòi hỏi chúng ta phải làm cái hình ảnh đó rõ thì cái phân tích siêu âm nó mới phân tích rối loạn nhịp nó mới tốt. Như vậy thì cái kỹ thuật mà đánh giá rối loạn nhịp tim dựa vào siêu âm nó cho phép chúng ta ghi nhận cùng một lúc giữa nhĩ và thất ha, và nó loại trừ những cái bệnh tim bẩm sinh mà có kèm theo mà gây ra rối loạn nhịp, và nó sẽ biểu hiện để cho chúng ta thấy những cái hoạt động cơ học, hoạt động cơ học. Tóm lại là đây là cái điện học nha, cái này là cái hoạt động của các cái phổ, cái này là hoạt động của các cái sóng của trong cái tĩnh mạch. Đây M1 một nhĩ một thất, Doppler 1 ha. Vậy còn khảo sát nhịp tim thai là chúng ta có các phương thức như vậy, miễn sao chúng ta đánh ghi nhận được sóng của nhĩ, sóng của thất là chúng ta có thể phân tích được. Như vậy thì chúng ta phân tích nhịp dựa vào thứ nhất là các cái sóng VV đó nó có đều hay không, và trước mỗi cái sóng V đó nó có cái sóng A tương ứng hay không ha. Trong bào thai thì cái tỷ lệ rối loạn nhịp người ta ghi nhận là khoảng từ 1 tới 2%, trong đó hội tâm thu nhĩ là chiếm tỷ lệ gần tới 85%, tức là lành tính đó ha, còn lại nhịp nhanh thì khoảng 10%, nhịp chậm là khoảng 5%. Cái đầu tiên mà chúng ta hay gặp ở trong bào thai đó là hội tâm thu nhĩ, là do nhắc hội tâm thu đến sớm ha. Tiếp theo là thắt cầu bóp với khoảng nhịp thắt bình thường, có thể có hay không cái khoảng nhịp buồn, và có thể là cái hội tâm thu nhĩ đó là có dẫn hoặc không có dẫn. Đây là cái hình minh họa cho các chị thấy một cái ngoại cái ổ ngoại vị ở thành nhĩ đây nó tích xung sớm nên nó gây ra ngoại thông nhĩ, nó dẫn xuống thất. Thì chúng ta thấy đây nhịp xoang của sóng sóng nhĩ sóng thất, nhịp xoang sóng nhĩ sóng thất, đây là cái nhịp nhĩ tới sớm ngoại thông nhĩ, nó có một cái sóng nó dẫn xuống thất, nó có cái sóng ngoại thông sớm đây nè, đây ngoại thông nhĩ đó là gọi là ngoại thông thu nhĩ có dẫn, tức là nó vô vào cái thời kỳ mà cái lúc nhĩ thất này còn dẫn truyền thì nó sẽ dẫn. Còn ngược lại nếu mà hội tâm thu nhĩ trúng cái thời kỳ mà cái nút nhĩ thất nó bị trơ thì chúng ta sẽ thấy là đây nhịp xoang bình thường, sóng bình thường, nhịp xoang bình thường, sóng bình thường, đây hội tâm thu nhĩ tới sớm đây trúng thời kỳ trơ nó không không dẫn, cho nên chúng ta sẽ thấy là không có cái về sau đó. Sau đó thì nó bị nghỉ một đoạn tới cái nhịp xoang nó phát nhịp lại bình thường, chúng ta sẽ có cái sóng này. Như vậy là cái này là ngoại tâm thu nhĩ không dẫn. Chúng ta để ý cái ngoại tâm thu nhĩ có dẫn thì chúng ta dễ thấy dễ hiểu, còn ngoại tâm thu nhĩ không dẫn nếu mà chúng ta phân tích không kỹ, chúng ta không thấy được cái sóng A này thì chúng ta dễ nhầm với một cái rối loạn nhịp chậm nè. Đây một cái hình minh họa của ngoại tâm thu nhĩ, chúng ta cắt qua một nhĩ và một thất, đây đang đều 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 tới đây sẽ tới sau. Thì ở dưới sóng thấp thì chúng ta thấy đang đều hay sóng thấp thấp tới sau ha, đó là một cái trường hợp hội tâm thu nhĩ mà đa phần thì chúng ta sẽ gặp trong bào thai, thường là khoảng 3 tháng cuối nha. Nhắc lại cái hội tâm thu nhĩ mà không dẫn mà nó mà cặp đôi kiểu này là dễ nhầm với là một cái bất nhị thất hoặc là gì đó, nên nếu mà chúng ta không biết không kỹ. Như vậy ngoại tâm thu nhĩ là thường gặp, vô căn lành tính và nói chung là tiên lượng tốt, có thể liên quan tới diễn tiến tới cái dịch nhanh trực phát sinh hết. Có một số trường hợp nó sẽ
dẫn tới cái nhanh tim mạch nó, nhất là những cái trường hợp mà ngoại tâm thông thường không những mà những đôi. Tôi đã hôm bữa đó bác sĩ Sơn ở ngoài Đà Nẵng có nhắn với tôi là sao có cái ca này bị rất là nghiêm trọng. Tôi nhìn cái hình tôi nói coi chừng là bị ngoại tâm thông thường không dẫn, cắt kỹ lại đúng. Tôi nói ca này cần phải theo dõi kỹ, cái gì nó lên cơn gì nè, để theo dõi 4 tuần sau đúng rồi lên cơn gì nè khác đó. Thì bây giờ đang ở 32-33 tuần thì đang điều trị cái đó. Về bệnh nguyên thì bệnh tim bẩm sinh, bệnh viêm cơ tim, nhà oxy máu, mẹ sử dụng các chất kích thích ví dụ như cà phê, thuốc lá. Điều trị thì chúng ta khuyến cáo những bà mẹ này nâng các chất kích thích, điều trị các nguyên có thể xác định được và chúng ta theo dõi. Nếu mà nó đơn thuần thì chúng ta có thể theo dõi 2-4 tuần. Còn nếu mà cái trường hợp mà chúng ta thấy nó dễ lên cơn nhanh thì chúng ta có thể phải theo dõi sát hơn. Cái trường hợp tích cực hơn trong đầu hai đó là ngoại tâm thu thất, mà chúng ta cần phải phân biệt với lại ngoại tâm thu nhĩ. Nó hiếm hơn so với ngoại tâm thu nhĩ, nhưng mà nếu nó xảy ra cơn gặp thì cũng thường cũng là tốt, không gây biến chứng và tiên lượng cũng tốt. Thì chúng ta cũng cắt một cái tay em này qua một nhĩ ở đây, thu thất ở đây, chúng ta thấy là sống đây là sống nhĩ, sống đây là sống thất. Như vậy chúng ta thấy cái gì? Sống nhĩ thì chúng ta thấy vì nhịp xoa nó khác nhịp ra cho nên là sống nhĩ nó ổn định. Trong khi đã sống thất, ngoại tâm thu thất đây chúng ta thấy sống đã sống thất đang bình thường đây. Ngoại tâm thu thất nó tới sớm đây, cái nó có khoảng đi buồn. Như vậy cái giữa ngoại tâm thu nhĩ và ngoại tâm chúng ta để ý trên tay em thì cái sống của ngoại tâm thu nhĩ nó khác là nếu mà nó có thì giữa tầng nhĩ và giữa tầng thất này nó đều bị rối loạn nhịp, tức là nó là không đều á. Trong khi đã ngoại tâm thu thất thì tầng nhĩ thì bình thường. Nó thì ngoại tâm thu thất thì ta minh họa lại cho mình cái hình ảnh là có một ổ ngoại vị ở trong cái thất ở thất trái nên nó phát xung ra, thì nó sẽ kích thích nó làm cho cái bao bóp của thất trái chúng ta sẽ là của hai thất chúng ta sẽ thấy nó ngoại tâm thu thất đây nha, đây là sóng nhịp xoang, đây là sóng nhĩ vẫn đều bình thường, còn thất thì ngoại tâm thu thất không có liên quan gì hết nha. Của thất đây ngoại tâm thu đây nhịp xoang nhịp xuống đây ngoại tâm thu thất thì chúng ta sẽ thấy cái như vậy. Trên khác là các đây sống nhĩ bình thường, sống thất đây ngoại tâm thu thất, sống thất ngoại tâm thu thất, thất nhịp xoang ngoại tâm thu thất nha, ngoại tâm thu thất đôi đó nha. Như vậy thì để phân biệt giữa cái ngoại tâm thu nhĩ và ngoại tâm thu thất thì chúng ta thấy ngoại tâm thu nhĩ là thường gặp hơn, nó có thể liên quan, nếu mà có liên quan tới mình có rút thì cũng rất là hiếm ha. Còn cái ngoại tâm thu thất thì thường nó sẽ liên quan tới mình sẽ có rút nhiều hơn. Có thể ngoại tâm thu nhĩ này có thể có dẫn hoặc là không dẫn nha. Còn ngoại tâm thu thất thì nó phát ở tầng thất mà, cho nên là nó có thể làm trơ cái cổ rút nhĩ thất và nó bị buồn không hoàn toàn. Còn cái ngoại tâm thu thất thì không hoàn toàn. Cái diễn tiến mà chúng ta thấy như nãy tôi nhắc anh chị đó, diễn tiến của ngoại tâm thu nó có thể 3-5% là nó diễn tiến tới cái nhịp nhanh nha. Ngoại tâm thu mới đầu chúng ta thấy ngoại tâm thu bị đau, sau đó thì những cái nhịp nhĩ nhịp thanh nhĩ hoặc là buồn nhĩ luôn ha. Như vậy thì đối với một cái nhịp tim mà nó không có đều thì chúng ta coi thử đó là đơn độc nha, hay là nó có xảy ra thường xuyên hay không, hay là chỉ có xảy ra từng lúc, và chúng ta coi đó là ngoại tâm thu nhĩ hay ngoại tâm thu thất. Nếu mà nhịp tim thu thất thì thường nó là tính để cho các bác sĩ sẵn có theo dõi. Còn nếu mà có bệnh tim bẩm sinh thường xảy ra, nó xảy ra từ sống ở số nhịp đôi nhịp ba thì chúng ta sẽ theo dõi khoảng 2 tuần. Khoảng 2 tuần nếu mà không có rất là nhiều thì chúng ta gửi trả lại bên sản phụ khoa. Nếu mà nó còn tồn tại lên cơn nhịp nhanh thì chúng ta phải điều trị và cân nhắc rút sinh. Đó là cái đoạn nhịp mà ngoại tâm thu là chúng ta thường gặp nhất. Cái tiếp theo đó là chúng ta sẽ gặp ở trong hoàng thai đó là loạn nhịp nhanh. Loạn nhịp nhanh thì chúng ta cũng có đầy đủ các loạn nhịp nhanh giống như là ở sau sinh, ví dụ như là nhịp nhanh xoang, nhịp nhanh trên thất, nhịp nhanh thất cũng đầy đủ các cái dạng bệnh như vậy. Nhịp nhanh xoang thì ta định nghĩa là nhịp nhanh đều với khoảng nhịp thất bình thường, nhịp tim thai lúc đó là khoảng từ 180-200 lần một phút. Lúc này chúng ta cần tìm các bệnh lý ở mẹ và thai, ví dụ như là
hai bị thiếu máu, thiếu oxy thì cái phản ứng nó sẽ bị nhanh lên. Mẹ thì cường giáp, tăng huyết áp, thiếu máu hoặc là dùng các cái thuốc mà kích thích giao cảm hoặc là bị nhiễm trùng máu. À, nhịp nhanh trên thất thì chúng ta có rung nhĩ, cuồng nhĩ, nhịp phát trên thất. Còn nhanh thất thì chúng ta có nhanh thất, rung thất ha. Nhịp nhanh xoang thì chúng ta sẽ thấy được cái dẫn truyền nhĩ thất là 1-1 ha. Thường là thiếu máu, nhiễm trùng, độc giáp, giáp thuốc, vân vân. Thì nhịp nhanh xoang thì nhắc lại tần số là từ 180 đến khoảng 200. Bắt đầu là kết thúc tuần tự từ từ dẫn truyền nhiễm thất là 1-1. Bệnh nguyên là nhiễm trùng, viêm cơ tim, nhiễm máu, cường giáp ha. Điều trị thì điều trị các nguyên nhân chính hoặc nâng các cái chất gây nhiễm nhanh. Còn cái nhóm nhiễm nhanh trên thất thì rung nhĩ ha. Rung nhĩ thì chúng ta thường gặp ở người lớn, hiếm gặp ở trẻ em và ngoại lệ ở bào thai. Bào thai chúng ta ít gặp cái rung nhĩ hơn. Nhưng mà trong bào thai thì cuồng nhĩ chúng ta sẽ gặp nhiều hơn. Nó không hiếm ở bào thai và thường là tuần lễ thứ 27 đến 30. Lúc này chúng ta đo chúng ta sẽ thấy cái sóng nhĩ rất là nhanh đều ha. Tần số nhĩ lúc này sẽ cao hơn tần số thấp tùy ra cái sự dẫn truyền cái lúc nhĩ thất này mà cái cuồng nhĩ này giảm xuống. Nhịp nhĩ lúc đó chúng ta đo được khoảng từ 300 cho tới 450 lần một phút. Hai nhịp thất thì khoảng 1/2 / 1/3. Đây chúng ta đo đây ha, để em qua một nhĩ một thất. Chúng ta thấy cái sóng nhĩ rất là nhanh, gần 520 lần một phút, trong khi đó là sóng thấp là 226 lần một phút. Cùng nhĩ ở cái 231 tuần là một cái trường hợp cùng nhĩ khác ha. Nếu mà đo này sóng nhĩ rất là nhanh, gấp đôi lần sóng thấp ha. Đây là một cái trường hợp nhanh phát trên thất cùng nhĩ do cái u ở trong tim ha. Còn lại những cái nhanh khác như là nhanh một nối do vòng ngoại lại hay là do cái vòng lại ở cái qua cái đường phụ này ha. Thì nếu mà như vậy thì chúng ta cũng thấy là có một sóng nhĩ sóng thất nhưng mà cái sóng VA này nó sẽ ngắn lại. Nhịp nhanh được cắt lên thất thì khi mà chúng ta cắt qua một nhĩ một thất đó, thì chúng ta thấy nhịp nhĩ và nhịp thất rất là đều và bằng nhau. Ở trường hợp này là nó bằng nhau là nó 270 lần một phút thì đi rất là nhanh ha. Và thấy cái tim lúc đó là chúng ta chỉ thấy nháy thôi. Và trước đây thì vì người ta nghiên cứu mày mò trong bào thai nên người ta ghi nhận lại hết. Ví dụ như cái trường hợp mà cuồng nhĩ đã ghi nhận lại là lúc đó là cái tần số nhĩ là lên gần tới 500 lần một phút, trong khi đó là tần số thấp là khoảng 250 lần một phút nha. Là lúc đó em bé nó bị cuồng nhĩ, có bị tràn dịch màng phổi, có bị tràn dịch màng bụng. Từ cái thời điểm mà nghiên cứu này người ta dùng cái dioxin, cho nên chị thấy để ý nó khác với người trưởng thành của mình. Nhìn, dùng dioxin là lượng nạp là tới 1mg trên ngày, 1mg là 4 viên của dioxin của mình đó, ha. Rồi sau đó thì người ta giảm liều còn là 0.5mg. Rồi người ta bắt đầu là duy trì 0.25mg một ngày ha. Thì lúc nào khi mà chúng ta dùng dioxin thì chúng ta phải đảm bảo rằng ở đó có định lượng nồng độ dioxin thì chúng ta mới dùng. Thế ra chúng ta đừng có dùng dioxin mà không có định lượng nồng độ dioxin là rất nguy hiểm. Đặc biệt là chúng ta dùng liều cao như thế này. Giống như là hồi trước tôi đi học cô Hồng Hà cũng khuyến cáo về cái chuyện hồi sức đó. Các chị cho thở máy thì các chị phải thử cái máu tầm mạch. Còn nếu mà các chị thở máy thì không thử cái máu tầm mạch thì nguy hiểm cho bệnh nhân rất là nhiều. Ha. Thì chúng ta thấy khi đó đã được lượng nồng độ dioxin nè, nó được nào xong đó thì qua liều điều trị thì anh chị thấy cái nồng độ dioxin trong máu của người mẹ đó, nếu mà dùng một viên duy trì một ngày thì cái nồng độ nó chỉ còn 0.5 thôi. Cho nên là lúc đầu thì nó đáp ứng nhưng mà khi mà nồng độ nó thấp đó, thì bắt đầu nó sẽ bị tái khác lại, nhịp tim nó nhanh lại ha, nhịp nó nhanh lại thì lúc đó người ta sẽ tăng cái liều 2 viên một ngày thì cái nồng độ dioxin lúc đó mới được đạt khoảng 100, thì lúc đó cái nhịp tim nó cũng được khoảng xung quanh khoảng 160. Thì tới tuần 7-38 thì người ta cho sinh bé ra nha, được 2.6 kg, áp gan là 9 điểm.
lúc đó người ta lấy định lượng cái nồng độ mà dioxin ở trong cái tĩnh mạch rốn là 0.38, ở trong động mạch rốn là 0.7, ở trong dịch ổ là 2.88, rất là cao. Chúng ta thấy người ta làm nghiên cứu, người ta làm rất là kỹ nha, trong tĩnh mạch rốn, nồng độ như vậy là trong máu của thai nhi với cái nồng độ này nó cũng nếu không nói cũng chưa cái đạt cái ngưỡng để không tiến được đâu. Chúng ta thấy như vậy qua cái nghiên cứu, những cái nghiên cứu sơ khai như vậy thì người ta đặt câu hỏi là tại sao phải dùng dioxin đối với một cái người mẹ mang thai quá cao như vậy. Ở người bình thường mà chúng ta dùng đột nhiên mà nó run rồi đó mà sợ, nhưng mà tới người mẹ mà tới thai là chúng ta dùng là phải 2 viên duy trì nó mới đạt hiệu quả. Có trung tâm hồi trước tôi có nói chuyện với một anh bác sĩ mình là anh phải dùng 3 viên một ngày để lượng cái nồng độ dioxin trong máu người mẹ thì nó mới đạt được cái 1 nanogram. Thì cái lập luận mà người ta nói là tại sao phải dùng liều cao, đó là thứ nhất là cái thể tích huyết tương thanh của người mẹ đó nó sẽ tăng cái thể tích máu lên gần 1.5 so với bình thường. Thứ hai nữa là cái chuyển hóa của dioxin ở trong gan nó sẽ nhanh hơn và nó đào thải qua thận cũng nhanh hơn, do đó là cái nồng độ ở trong máu nó thấp, chứ là tương tác với các cái hormone lúc của người mẹ lúc mang thai nữa nha. Những cái bệnh khác như là nhịp nhanh ra vòng vào lại thì người ta ghi nhận là thai 23 tuần nhịp nhanh 250 lần/phút, không có bệnh tim, không có suy tim thai, thì cái này điều trị khó hơn. Người ta phải dùng dioxin 3 viên một ngày xen kẽ thì lúc đó thì người ta mới thấy cái nhịp tim nó chưa có ổn định. Người ta phải phối hợp thêm cái amiodarone thì mới ổn định được nhịp xoang và cái sinh đường của thai. Như vậy thì những cái nghiên cứu trên rối loạn nhịp nhanh thì người ta thấy là đối với trong bào thai nếu mà chúng ta điều trị đúng thì cái tỷ lệ thành công lên tới 90%. Còn đối với những cái trường hợp như nhịp nhanh nghỉ này thì rất là khó khó điều trị, tức là cái ổ này dàn cái quy trình phát nhiệt của cái nút sâm thì chúng ta sẽ thấy tần số nhịp khoảng 100 đến 300 lần/phút, tần số thoát thì tương đương, thì đa số những cái này rất là khó trị và nó tồn tại ở sau sinh. Như vậy thì cái phần mà rối loạn nhịp mà tần nhĩ thì chúng ta thấy là nhịp nhanh xoang ha, ngoài tâm thu nhĩ, nhịp nhanh do cái vòng còn lại. Ngoài ra chúng ta có thể gặp cái nhịp nhanh thất. Nhịp nhanh thất thì người ta nói là hiếm gặp, lúc đó chúng ta đo với tay em hoặc là đo phổ thì chúng ta sẽ thấy là tần số thất nó sẽ lớn hơn tần số nhĩ, và người ta khuyến cáo là điều trị như người trưởng thành, tức là người ta dùng chế beta. Rung thất thì người ta nói là chưa bao giờ thấy một loại ở trong cái y văn, nhưng mà cũng có thể nó có, nhưng mà em bé nó đã tử vong trước khi đến gặp chúng ta. Đây là một cái trường hợp mà nhịp nhanh thất người ta ghi nhận đã thai 28 tuần, cái tần số thất đây là tới 245 lần/phút, trong khi đã tần số nhĩ là 145 lần/phút nha. Và cái ca này phát hiện lúc 34 tuần. Nhịp nhĩ thì đã đo được 160 lần/phút, nhịp thất là 240 lần/phút nha. Thai nhi đang cử động cấu trúc tim bình thường, có dư ổ tim thì thấy hơi lớn nha, chưa thở van, và người ta nhập viện và bắt đầu điều trị cho người mẹ dùng cái cortisone ở trong vòng chúng ta thấy là tới giờ thứ 15 là người mẹ đã uống là 1600 mg cái cortisone. Thì lúc đó sau đó thì nhịp tim thai mới trở về đều 117 lần/phút, giảm dư ổ vào trong 24 giờ, và người mẹ xuất viện sau 48 giờ với điều trị duy trì cortisone là 1 viên/ngày. Có mặt nhịp nhanh thất này á thì chúng ta có thể gặp trong những cái trường hợp như là quy tê dài, có khối u hoặc là viêm cơ tim. Cái tần số thất thì nó sẽ dao động từ 180 đến 300 lần/phút, thường nó bắt đầu và kết thúc đột ngột. Dẫn truyền nhịp thất thì chúng ta có thể thấy một một với những trường hợp, nhưng mà thường tần số thất nó sẽ lớn hơn tần số nhị. Bệnh nguyên thì chúng ta có thể gặp trong bệnh tim cấu trúc, quy tê dài, u, viêm cơ tim, thuốc kháng nhiệt. Thì điều trị thì người ta có thể dùng chế beta nha, lucidatin, amiodarone, các quy định dùng dioxin. Do đó chúng ta cần phải phân biệt những cái nhịp nhanh này, chứ nhiều khi chúng ta chẳng nói lộn theo là nhịp nhanh trên hết chẳng hạn, chúng ta gia dùng dioxin là nguy hiểm. Về rối loạn nhịp chậm thì thông thường
thai nhi có những cơn nhịp chậm xoang thoáng qua kéo dài 1 đến 2 phút và không có bệnh lý. Nếu mà cái gì nào làm về lĩnh vực tầm soát ban đầu, tổng cho tổng quát hay là sản phụ khoa, các chị thấy là những cái thai nhi mà từ 18 cho tới 24 tuần chúng ta siêu âm thỉnh thoảng chúng ta thấy có những cái cơn, cái đợt nhịp chậm, nên nó chậm tự nhiên mình coi cái thai chậm 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 và cái hồi cái khoảng 1-2 phút nó bắt đầu nhanh lại, cái trở lại chậm bình thường, thì đó là những cái cơn nhịp chậm xoang thoáng qua sinh lý bình thường. Còn đối với nhịp chậm thì chúng ta có thể gặp trong lóc nhĩ thất nha. Lóc nhĩ thất thì có thể gặp trong lóc nhĩ thất có bệnh từ huyễn, da người mẹ có bệnh từ huyễn, hoặc là lóc nhĩ thất mà chính em bé đó nó có bệnh tim bẩm sinh làm bất thường của cái đường những đường nhĩ thất luôn. Thì cái trường hợp lóc nhĩ thất kèm theo bệnh tim bẩm sinh đó, thì tim mình rất là nặng, những trường hợp tim mình rất là nặng. Đây là các cái nguyên nhân mà gây ra nhịp chậm ở trong bào thai, nhịp chậm xoang nè. Nhịp xoang sinh lý là do cái hệ thần kinh thực vật đó nó chưa có tốt, nó tức là nó phát triển mạnh lên thì nó làm cho cái đợt nhịp chậm xoang ngắn, nhịp chậm kéo dài do rối loạn xoang hay do người mẹ hạ thân nhiệt, do hội chứng quy tê dài. Các chị ý, những người mẹ có bố mà có hội chứng quy tê dài duy trì cho con thì những em bé này thường có những cái nhịp chậm xoang kéo dài rất là lâu. Hoặc là nhắc lại với mình là ngoại tâm thu nhĩ mà không dẫn thì chúng ta sẽ lộn với những cái rối loạn lóc nhĩ thất là rối loạn nhịp chậm, hoặc là rung nhĩ tới các gia đình mà đã rung thất chậm lóc nhĩ thất vào hai ngày qua thì nhịp chậm là chắc chắn rồi. Về nhịp chậm xoang thì lúc đó chúng ta đo thì tần số nhỏ hơn 110 lần một phút, dẫn truyền nhĩ thất thì 1:1, và nguyên có thể là xoang hóa máu, giảm oxy máu hoặc là hội chứng quy tê dài nha. Chẳng nói phân biệt với nhịp chậm nhĩ, ngoại tâm thu nhĩ nhịp đôi không dẫn lóc nhĩ thất hoàn toàn, đây nhịp chậm nhĩ ha, thì tần số khoảng 90 đến 110 lần phút, những chuyện nhịp thất là 1:1, không có hoặc là có nút xoan bệnh lý đa lắc, tức là những hội chứng mà nằm nhãn trái thì nên dễ có cái nhịp chậm nhĩ này. Còn đối với lóc nhĩ thất hoàn toàn thì chúng ta thấy là khoảng 40% là có kèm bệnh tim bẩm sinh, 60% là không có bệnh tim bẩm sinh, tức là có rút tim bình thường. 40% bệnh tim bẩm sinh này gồm có những cái hội chứng đồng dạng hoặc là đảo nhịp thất thì nó sẽ gây ra phù nhau thai là tới 63%, và tỷ lệ sống sót sau sinh là chỉ có 13% thôi nếu lóc nhĩ thất mà có bệnh tim bẩm sinh. Còn lóc nhĩ thất mà không có bệnh tim bẩm sinh tức là có rút tim bình thường thì đa phần là có bệnh tự miễn, người mẹ có bệnh tự miễn ha, thì nó sẽ phù nhau thai khoảng 20%, tỷ lệ sống sót là khoảng 78%. Đây chúng ta thấy nó nhĩ thất tức là sống nhĩ bằng phát bình thường, cái lúc nhĩ thất nó không dẫn điều xuống thì chúng ta sẽ có thấp sống nhĩ sống e đây bình thường, sống nhĩ trong khi đó là sống thất sống về ha, và nó không có xuyên sự tương quan với sống sống A và sống B, cái khoảng cách này nó không giống nhau, tức là có không đi gì hết đó ha. Chúng ta tập trung tới cái bệnh mà lóc nhĩ thất hoàn toàn ở thai nhi mà có cấu trúc tim bình thường thì chúng ta thấy là đa phần là do bệnh tự miễn, tức là các cái kháng thể của trong người mẹ đó, các bệnh tự miễn kháng thể đó nó sẽ qua nhau hai từ tuần lễ thứ 16 và các kháng thể này nó sẽ lát đầu ở trong tim, nó gây ra phản ứng viêm, phản ứng vô hóa, sơ hóa. Kháng thể này nó có mặt trong tế bào cơ tim, nó sẽ gắn vào cái kênh canxi và rối loạn vận chuyển ion canxi, nó sẽ làm cho rối loạn tái cực ha, gây ra chết tế bào, phóng thích ra cái gốc tự do và nó gây viêm lan tỏa. Nếu mà nó tổn thương, nó có mặt trong tế bào cơ tim mà ở cái đường nhãn truyền thì nó sẽ làm cho hư cái đường nhãn truyền. Còn ngược lại nếu mà nó nằm ở trong các cái tế bào cơ tim thì nó sẽ gây ra bệnh cơ tim và đặc biệt là bệnh cơ tim nhãn mạn. Đây là cái hình ảnh của em bé lưu bút con nhỏ sơ sinh đó. Như vậy thì đối với một em bé mà
đến với chúng ta có cấu trúc tim bình thường mà bị lóc nhiễm thất độ 3, thì người ta sẽ coi là cái chuyện lóc nhiễm thất độ 3 này nó đã xảy ra trên 2 tuần hay chưa. Nếu mà xảy ra trên 2 tuần thì có nghĩa là cái đường dây điện đó nó đã bị hư rồi, cho nên là người ta không có quan tâm tới điều trị nữa, người ta chỉ có theo dõi mà. Còn nếu dưới 2 tuần thì người ta sẽ dùng dexamethasone để mục đích là có thể là giảm phản ứng viêm, mong cho nó hồi phục. Nên là người ta sẽ theo dõi để đánh giá. Nếu mà trong 6 tuần mà nó không cải thiện, tức là người ta giảm liều vân tại vì nó không có tác dụng. Lại mà nếu mà nó có cải thiện thì người ta tiếp tục và giảm liều sau sinh. Thì cái này là cái sơ đồ này từ năm 2000 này. Lúc đó người ta hy vọng là dùng dexamethasone có thể đảo ngược lại cái chuyện mà có những thất độ 3. Nhưng mà sau đó các cái nghiên cứu lớn sau đó thì người ta thấy là cái tỷ lệ thành công nó rất là thấp, nhưng mà cái tác hại của nó đem lại rất là cao. Nên bây giờ các cái nghiệp hội về tim mạch cũng như sản phụ khoa này không biết là thôi, nếu một tần số mà nó không có thấp quá hoặc là nó không có viêm cơ tim thì người ta không có dùng, thì người ta có viêm cơ tim thì người ta không có dùng. Những cái cách nào để theo dõi những người mẹ mà đã có cái kháng thể của bệnh tự miễn này thì người ta coi được cái gì có thể tiên đoán được là những em bé đó nó có thể dẫn tới cái chuyện mà bị lóc nhiễm thất, thì người ta nghiên cứu đo cái khoảng PE mà nãy tôi nói đó, coi được cái diễn tiến của nó có thể dẫn tới lóc nhiễm thất hay không, thì người ta thấy là có một phần có thể dự đoán được. Rồi bây giờ cái tiếp cận thời điểm 2010 thì nó khác với cái này ha. Nếu mà bị lóc nhiễm thất, nếu mà tới với chúng ta trong thời điểm 20 đến 22 tuần, tần số thất mà đã coi thứ cái dưới 50 lần một phút hay không, nếu mà có thì người ta mới cân nhắc dùng cái dexamethasone ha. Hoặc là có sơ hóa nội mạc hay không, nếu có thì người ta mới cân nhắc dùng cái dexamethasone. Còn nếu mà đưa đến chúng ta trễ trên 32 tuần, không có nhịp nhanh trên 50 lần một phút, không có bị sơ hóa nội mạc thì cũng không cần cần điều trị hết, mà cho sinh ở thời điểm 37-38 tuần. Đây là cái sơ đồ ma trận như cái gì nha, những cái loại bị chậm ha, tới nơi thì hãy dùng cái tiêu chuẩn là tần số tim vân vân. Đây là nếu mà các chị đi sâu ví dụ đi rối loạn nhịp tim hai. Như vậy thì các cái rối loạn nhịp tim và cái bệnh tim bẩm sinh thì chúng ta thấy ví dụ như là có cái túi thừa trong cơ tim thì nó cũng gây ra rối loạn nhịp tim ha, hoặc là bệnh ép tim, hoặc là hội chứng động giãn trái, hoặc là những cái khối u trong tim như đáp tôn nhơ, hoặc là những cái đảo bệnh thất gây ra rối loạn chậm vân vân, thì những cái bệnh tim cấu trúc có thể gây ra rối loạn nhịp. Như vậy là chúng ta học về cách chẩn đoán, bây giờ sẽ tới cái thái độ xử trí. Thì các chị cũng nắm nhanh thôi chứ không biết các chị lại nắm đi sâu vào phần này. Thái độ xử trí là chúng ta phải chẩn đoán bản chất của loạn nhịp, tìm bệnh tim nền, đánh giá hậu quả của cái rối loạn nhịp đó trên cái huyết động của em bé, và chúng ta sẽ điều trị là liệu cái thời điểm mà chúng ta chẩn đoán đó chúng ta có thể lấy thai ra được hay không, hay là chúng ta điều trị cho thai, hay là chúng ta điều trị mẹ thai, và chúng ta lựa chọn cái thuốc chống loạn nhịp như thế nào. Ở Việt Nam mình thì chỉ có điều trị mẹ thai thôi, chứ chưa có trung tâm nào dám điều trị thai. Tức là ví dụ như những cái cơn nhịp nhanh được phát trên hết, người ta thấy có phù nhau thai đây, biết rằng là uống thuốc qua đường mẹ là khó nắm qua nhau thai lắm, nó không có tác dụng, và bé sẽ thai rất là cao, thì lúc đó người ta tiêm thẳng thuốc vô cho bé luôn. Tiêm thẳng thuốc vô bé là có thể tiêm qua dây rốn, hoặc là cho tay chích bắp và chích vô mông bé luôn đó. Thì đó là điều trị thai. Cái đó là những cái trung tâm lớn trên thế giới và nghiên cứu của đó là như vậy, người ta mới điều trị. Về chẩn đoán thì ta coi nhịp nhĩ nhiều hơn nhịp thất, hay nhịp nhĩ bằng nhịp thất, nghĩa nhịp thất để người ta phân ra các cái lót nhịp, và người ta coi có cái bệnh tim nền hay không, có bệnh ST, nó có tim hợp đôi hay không, có viêm cơ tim hay không, hay là bệnh cơ tim, và người ta đánh giá hậu quả của đó là nhịp đó lên em bé là nhẹ, vừa hay là nặng, và người ta cân nhắc điều trị là điều trị ở trong tử cung hay là mổ bắt con. Cái bàn luận mổ bắt con người ta chỉ đặt ra khi mà cái thai đó được từ 34 tuần trở lên,
thì lúc đó thì chăm sóc sau sinh sẽ dễ hơn. Tại vì em bé mà có vừa có rối loạn nhịp mà các chị cho sinh non nữa thì sẽ điều trị rất là khó khăn. Do đó người ta thống nhất là lựa chọn bàn luận điều trị mổ bắt con khi thai là trên 34 tuần nha. Còn trước 34 tuần thì người ta sẽ cân nhắc cái phương pháp điều trị ở trong bụng mẹ, trừ trường hợp đặc biệt nhất là suy thai ha. Còn lại điều trị hiệu quả trong bụng mẹ được ưu tiên hơn mổ bắt con nha. Cho nên đối với một em bé mà 36 tuần tới các chị cân cùng dĩ không dĩ cái gì thôi đã sinh ra đi thì cho nó khỏe nha. Thì còn nếu mà các chị ra thì mất công nhiều khi chờ 1-2 tuần nó mới có hiệu quả, mà nó có hiệu quả xong rồi thì khi không có hiệu quả thì cái thời gian lâu còn về đưa ra đi bác sĩ chỉ cần sóc điện ra hoặc là cho thuốc đã là nó khỏe rồi ha. Và khi mà chúng ta quyết định là điều trị trong bào thai thì chúng ta sẽ điều trị trực tiếp cho thai hay là mẹ thai, thì chúng ta sẽ cân nhắc nguy cơ ở mẹ, nguy cơ ở thai, hiệu quả cách và thuốc, kinh nghiệm của thầy thuốc. Thế là ở mình chưa có kinh nghiệm gì điều trị trực tiếp cho thai hết thì không dám điều trị đâu. Cho nên nhiều khi chích vô chưa thấy em bé đã nặng rồi mà chích vô nên nó chết, nhưng mà mẹ đổ thừa là do chích thuốc vô con người mới chết. Phải có kinh nghiệm của từng trung tâm nữa. Nhập viện là bắt buộc nha, và chúng ta có thể làm đi lăng tim mạch ở mẹ, tiền căng lâm sàng, đo điện tim, xem tim. Và vấn đề nhập viện thì lúc đó bà mẹ là nhập viện ở đâu, nhập viện ở tim mạch hay là nhập viện ở sản phụ khoa, thì đúng là ở Việt Nam mình thì cái này khó, nhưng mà ở nước ngoài thì nó đơn giản. Tại ở nước ngoài nó có những cái, bây giờ mình bắt đầu cũng có rồi đó, các bệnh viện sản nhi á, nhưng mà sản nhi không cũng chưa có đủ, tại vì bệnh viện sản nhi thì trong đó thì bác sĩ tim mạch nhi thì cũng có thể qua để chăm sóc được, nhưng mà họ là không quen với lại cái cho thuốc của tim mạch người lớn. Còn ở Việt Nam mình nó khó hơn, tại vì cái nhiều khi bác sĩ tim mạch thì từ chối không có cho sản phụ khoa nhập viện, và tại vì cái nhập viện là cái nửa đêm nó đẻ rồi, tôi đâu biết đẻ đâu. Còn bên sản khoa thì ông sản khoa ông cũng dự nhập viện, ông kêu nhập vô tôi rồi dùng thuốc tim mạch rồi lỡ thì lên biến chứng cái cặp đã xử lý. Thì bây giờ nó đang có cái giai đoạn khó khăn như vậy, nhưng mà đa phần ở nước ngoài thì người ta bắt buộc nhập viện để người ta theo dõi trong 1-2 ngày đầu, sau đó người ta mới cho điều trị ngoại trú. Người ta cái sơ đồ tiếp cận để đánh giá một cái rối loạn nhịp ở trong bào thai cũng như là ở sau sinh đều được hết. Tức là chúng ta coi cái sóng RR, tức là tương ứng sóng VV á, hai cái điện tim nó có đều hay không nha. Nếu mà nó đều mà cái khoảng cách RR đó nó giảm, tức là nó ngắn lại á, tức là nhịp tim nó sẽ nhanh nha. Nhịp tim nó nhanh thì chúng ta còn có nhịp nhanh được phát trên thất, cuồng nhĩ nhanh, nhĩ nhanh xoay. Còn nếu mà cái khoảng RR nó tăng, tức là cái nhịp tim nó chậm, thì lúc đó chúng ta sẽ so sánh cái giữa cái sóng PV, cái khoảng cách PV với khoảng cách RR để chúng ta so sánh coi được bằng thất hay chậm xoay nhịp gì. Đó là cái sơ đồ tiếp cận thôi để chúng ta làm lúc mà chúng ta phân tích cái rối loạn nhịp. Còn các cái bản hướng dẫn của các hiệp hội quốc tế thì các anh chị có thể tham khảo ở trên các cái tài liệu. Điều trị trong tử cung thì chúng ta phải hiểu rằng cái tình trạng phù thai nó có thể tiến triển trong vòng 48 giờ nếu mà chúng ta cứ để cái loạn nhịp đó nó kéo dài hoài. Cho nên đó là một lập luận để người ta phải điều trị ở trong bụng mẹ. Thứ hai là điều trị thuốc cường tráng hiệu quả khi mà phù thai nó đã tiến triển rồi. Khi mà chúng ta để cho cái rối loạn nhịp cho cái phù thai nó tiến triển, tức là bánh nhau nó dày lên rồi, thì cả hai mắt thu nuốt qua bánh nhau nó sẽ rất là khó, thì lúc đó điều trị nó sẽ không hiệu quả. Và điều trị thuốc làm giảm thấp nguy cơ chết thai, tổn thương thần kinh thứ phát sau thời gian dài, giảm tổn thương, thì người ta thấy là nếu mà chúng ta để cái tim nhanh quá sẽ làm suy giảm công lực tim, thì cái nó sẽ làm tổn thương thần kinh của bé. Những cái yếu tố mà có thể gây ra phù thai đó là tần số thất quá nhanh, mất đồng bộ nhĩ thất, tỷ lệ thời gian nhanh cao. Tại vì có những cái đường hóa hạ lập luận là theo ok nó nhanh như vậy, giống như là ở mình là rối loạn nhịp nhanh mà huyết động ổn định ở người trưởng thành á,
thì ta kêu nó đang ổn định, nó nhịp nhanh, nó không có phù gì hết, thì thôi cứ để nó đi, biết đâu nó tự hết. Hoặc là đến cửa để đủ tháng mình lấy ra luôn, đủ đủ tuần á, 3-4 tuần ta lấy ra luôn, ta trị ở ngoài. Chứ còn điều trị cho người mẹ thì nó gây ra biến chứng của người mẹ, thì đó là những cái trường phái mà người ta không muốn điều trị. Do đó thì người ta thấy nếu mà những yếu tố mà có thể gây phù thai, tụ thai còn nhỏ mà nhịp nhanh thì dễ có bệnh tim cấu trúc, hoặc là thấy các cái dấu hiệu của suy tim, thì đó là cái nguy cơ phù thai rất là cao. Tại sao không điều trị? Tức là có những nhóm mà người ta không chịu điều trị á, thì là tại vì nghe theo lời của Hippocrates là trước hết đừng gây hại. Uống thuốc rồi là đã gây hại cho người ta rồi nha. Cho nên là primum là no share đó, hay là không gây hại. Khả năng gây ra rối loạn nhịp, nếu mà chúng ta chỉ điều trị thì có thể gây ra rối loạn nhịp cho mẹ và thai do thiếu nha. Khả năng là bệnh có thể tự cải thiện, có một số rối loạn nhịp là nó tự một hai ngày xong nó tự hết cũng có ha. Và người ta có thể lựa chọn sanh chủ động và điều trị sau sanh thì nó sẽ đơn giản hơn. Tức là nói chung lúc nào cũng có một cái trường phái đối lập lại để coi như là có phản biện với lại cái nhóm điều trị tích cực ha. Về trị liệu thuốc thì tiếp cận chung là nhập viện tại trung tâm lớn có kinh nghiệm phối hợp với các chuyên khoa và bắt buộc phải có sự đồng ý của thai phụ. Chúng ta giải thích xong thai phụ đồng ý điều trị thì chúng ta mới điều trị. Có một lý do thì là cho thai mẹ kiểm tra điện giải, creatinine, điện tim, các tim mạch ở mẹ để đỡ nồng độ thuốc. Nếu mà chúng ta dùng thuốc chống lại nhiệt thì chúng ta phải lượng nồng độ thuốc, đo điện tim của mẹ, tần số điều trị thai. Thì đây là các cái tiếp cận mà nhịp nhanh. Cái thuốc đầu tay là thuốc gì, nếu thất bại thì chúng ta sẽ dùng thuốc gì. Thì chị đi sâu vô về rối loạn nhịp trong bào thai thì nó có những cái bạn hướng dẫn, có các cái hiệp hội đặc biệt là hiệp hội tim mạch Hoa Kỳ á. 2004 đưa ra những cái hướng dẫn rất là chi tiết về các rối loạn nhịp trong bào thai, dùng thuốc gì, cái nồng độ thuốc, cái liều lượng chúng ta sẽ dùng bao nhiêu, thì cái nồng độ thuốc ở trong máu thường bao nhiêu, cái độc tính của nó là như thế nào, chúng ta sẽ còn ha. Ví dụ như là tiếp cận một cái rối loạn nhịp chính thức thì chúng ta phải làm gì, những cái thuốc nào cần phải dùng và dùng liều làm sao. Như vậy thì rối loạn nhịp trong bào thai là một cái rối loạn nhịp mà chúng ta cũng có thể thường gặp trong lâm sàng, tỷ lệ là khoảng 1-2%. Chẩn đoán của nó thì không phải là có nếu mà chúng ta biết tiếp cận một cách có khoa học. Những cái rối loạn nhịp nhanh trong bào thai thì nói chung là tốt, người ta có thể điều trị thành công lên tới 90%. Cái tiên lượng góp gì thất thì đến nay vẫn còn xấu, đặc biệt là nếu có bệnh tim tập phẩm sinh kèm, nhưng mà có vẻ khá hơn đối với những trường hợp góp gì thất do bệnh tự nhiễm. Góp gì thất 2-1 hay từng lúc, hoặc là nhịp chậm, xoan kéo dài có thể gợi ý hội chứng nguy tê dài, nhất là khi mà đôi khi có những cái cơn nhịp nhanh nó kèm theo. Đối với sau đó thì có những cái lúc bệnh nền của nó tới cái đoạn nó là cái nhịp chậm xoan, thì chúng ta phải để ý coi chừng những bé đó nó bị hội chứng nguy tê dài thì chúng ta phải cẩn thận nhé. Và đây là hết, anh chị có hỏi gì về bài này không? Nhắc lại là chúng ta phải dùng nhiều phương thức ha. 2D M1 màu rất là sâu nha. Và cái câu mà của chúng ta đang nhớ là trước hết đừng gây hại nha. Và này thì cho các những cái khái niệm là trong bào thai người ta cũng có thể chẩn đoán được rối loạn nhịp. Và chẩn đoán được rối loạn nhịp trong bào thai người ta có thể điều trị được. Và với điều trị là thành công rất là cao ở những trường hợp rất là nhanh. Và các cái kiến thức mà các anh chị học ở đây các anh chị có thể áp dụng cho rối loạn nhịp nhanh ở người lớn, mà khi vào học cấp cứu thì có cái máy siêu âm các anh chị có thể cắt tê qua một nhịp một thất, các anh chị sẽ không coi thử là cái đó là nhịp chính thức hay là nhịp chính thức, chúng ta dựa vào cái nhịp mắt các anh chị có thể áp dụng được, nhưng mà không có gì cần đâu nha. Rồi, nếu mà các anh chị không có gì